Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nông nghiệp Nông thôn, chuyên đề nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, Lào Cai có giống lợn đen bản địa nổi tiếng là một trong những giống lợn quý của quốc gia. Giống lợn đen này được nông dân nhiều vùng trong tỉnh, nhất là các địa phương vùng cao nuôi nhiều. Với chất lượng thì thơm ngon, được thị trường ưa chuộng, nhu cầu tiêu thụ lợn đen bản địa tăng cao. Hiện đã có một số hộ đầu tư nuôi ở quy mô lớn nhưng chưa nhiều. Vì thế, việc phổ biến kỹ thuật về chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo dịch bệnh, đưa lợn đen bản địa trở thành sản phẩm hàng hóa đang được các địa phương thực hiện với kỳ vọng sẽ giúp nhiều hộ nông dân có điều kiện thoát nghèo, vươn lên cuộc sống khá trong những năm tới. Đây sẽ là nội dung chính trong chuyên đề nông nghiệp và phát triển nông thôn kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Trước hết là điểm tin nông nghiệp nổi bật. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 11 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký quyết định bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để tỉnh Lào Cai xây dựng 5 cụm công trình cấp nước sạch cho các xã thị trấn của huyện Simacai. Theo đó, tổng vốn thực hiện 5 cụm công trình cấp nước là 234 tỷ đồng với 17.630 hộ được hưởng lợi. Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm bố trí vốn được bổ sung thực hiện đúng dự án, đúng đối tượng, đảm bảo đúng quy định của luật ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan. Các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, giao kế hoạch vốn, kiểm tra đôn đốc đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án, tổ chức giải ngân nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 được bổ sung chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra thất thoát lãng phí tiêu cực. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng và Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam tổ chức hội thảo triển khai giải pháp sử dụng vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về tình hình bệnh dịch trên cả nước và tại Lào Cai, làm rõ đặc điểm dịch tễ, cách nhận biết, các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, phổ biến các thông tin về tác dụng, vai trò, cách sử dụng vaccine hiệu quả. Trước đó, 63 con lợn của 3 hộ gia đình ở huyện Bảo Thắng đã được tiêm thử nghiệm và hiện đàn lợn đang phát triển ổn định. Vaccine được sử dụng là vaccine AVAC ASF Lai, được tiêm một mũi duy nhất khi lợn đủ 4 tuần tuổi. Hiện nay, loại vaccine này đang được thử nghiệm ở nhiều địa phương trong cả nước và đã xuất khẩu được trên 6 triệu liều. Trên thực tế, virus bệnh dịch tả lợn châu Phi có khả năng đề kháng cao, tồn tại lâu ngoài môi trường và khó kiểm soát. Vì thế, việc triển khai tiêm vaccine trên đàn lợn là cách tốt nhất để bảo vệ ngành chăn nuôi trước những diễn biến phức tạp của bệnh dịch hiện nay. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lượng chất thải trong trồng trọt là rất lớn nhưng mới được thu gom xử lý khoảng 80%. Ước tính sơ bộ có gần 800.000 tấn phụ phẩm cây trồng thải ra môi trường hàng năm. Trong đó, một số phụ phẩm như rơm rạ, thân cây ngô, cây lạc được xử lý ủ làm phân bón, sử dụng làm thức ăn chăn nuôi và khoảng trên 87.000 tấn, chiếm 11% tổng lượng chất thải. Số còn lại, nông dân thường đốt hoặc để lại trên đồng ruộng. Đáng chú ý là trong quá trình sản xuất, một lượng chất thải rất lớn từ vỏ bao phân bón vô cơ và chai bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật chưa được thu gom xử lý triệt để, gây ô nhiễm rất lớn cho môi trường và ảnh hưởng đến chất lượng nông sản. Theo ngành nông nghiệp Lào Cai, năm 2023, sản xuất lúa gạo của nông dân trong tỉnh mang về giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng. Năm 2023, toàn tỉnh gieo cấy gần 34.000 ha lúa ở cả vùng thấp và vùng cao, năng suất bình quân đạt 55,8 tạ một ha, tổng sản lượng đạt gần 190.000 tấn thóc. Tại thời điểm này, giá lúa tẻ thường dao động từ 7.500 đến 13.000 đồng một kg. Cá biệt như lúa xén cù hoặc các loại nếp địa phương, giá bán lên đến gần 20.000 đồng một kg, giúp nhiều nông dân có thu nhập khá từ sản xuất lúa. Với sản lượng lúa thu được trong năm, ngoài đảm bảo an ninh lương thực, một phần được xuất bán ra các địa phương khác, nhất là các loại gạo đặc sản cho giá trị kinh tế cao. Thưa quý vị, đến nay tỉnh Lào Cai có 62 chuỗi nông sản an toàn được chứng nhận cung cấp cho thành phố Hà Nội, sản lượng khoảng 13.000 tấn một năm. Trong đó có 12 chuỗi được chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn tiên tiến của Việt Nam với sản lượng khoảng 200 tấn một năm. Để xây dựng được các chuỗi nông sản an toàn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã ký kết các chương trình phối hợp phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm, khuyến khích kết nối doanh nghiệp tham gia sản xuất rau an toàn với thành phố Hà Nội.
tỉnh cũng đẩy mạnh rà soát quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, các sản phẩm chủ lực gắn với chứng nhận các tiêu chuẩn tiên tiến và truy xuất nguồn gốc điện tử, tăng cường kiểm tra, lấy mẫu giám sát, kiểm soát chất lượng các chuỗi nông sản cung ứng cho Hà Nội, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ do Hà Nội tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, tại các xã vùng cao của tỉnh, bà con nông dân vốn vẫn nuôi giống lợn đen bản địa. Đây là giống lợn quý, dễ nuôi, ít dịch bệnh, chất lượng thịt thơm ngon. Những năm qua, các địa phương như Mường Khương, Bát Sát, Simacai tập trung vận động nhân dân chuyển từ chăn nuôi lợn đen nhỏ lẻ sang quy mô lớn hơn theo hướng hàng hóa. Từ chăn nuôi lợn đen bản địa, nhiều hộ dân vùng cao đã có thêm thu nhập. Với hơn 200 con lợn đen lớn nhỏ, gia đình chị Tần Mùi Sành xem việc nuôi lợn là nguồn thu nhập chính. Cỏ voi, cây chuối, các loại rau xanh, ngô hạt, cám gạo, tất cả thức ăn cho lợn này đều do gia đình chủ động sản xuất. Chị Sảnh cũng dành khu đất rộng để nuôi thả đàn lợn. Mấy đầu nuôi tầm 20 con lợn nái là cũng phải vay vốn ngân hàng. Sau đấy lại mở rộng thêm, lại vay thêm. Nuôi lợn trắng nó chi phí nó cao. Còn nuôi lợn này thì mình chỉ nuôi ngô với cỏ thì chi phí nuôi nó sẽ thấp hơn. Mà hiệu quả nó sẽ cao hơn. Nó không hay bị bệnh. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, một số hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng, buộc phải tiêu hủy đàn. Nhưng trên toàn tỉnh, đàn lợn đen vẫn được duy trì và phát triển ổn định. Phần lớn các hộ đều nuôi theo cách truyền thống. Lợn đạt trọng lượng từ 20 đến 25kg, có thời gian nuôi khoảng 1 năm, có giá bán cao nhất lên đến 130.000 đồng mỗi kg lợn hơi. Chính bởi giá trị kinh tế này, nhiều hộ đã gắn bó với nghề nuôi lợn đen bản địa. Nuôi lợn này giờ đã có cán bộ hướng dẫn, không còn lo bị dịch bệnh nữa. Lợn lớn nhanh hơn mà cũng nuôi được nhiều. Cứ cho ăn cám, rau mình nấu, nó vẫn lớn. Họ cũng đến đây bắt lợn mà, không phải lo gì cả. Nhận thấy lợi thế của lợn đen bản địa, Hợp tác xã Sơn Hòa, huyện Mường Khương đã nâng cao giá trị của sản phẩm bằng việc chế biến các món ăn từ lợn đen bản địa thành sản phẩm hàng hóa. Khâu nhục, mắm tép chưng thịt, rước thịt lợn sấy, thịt lợn sấy vị bò là những sản phẩm đã được cấp sao OCOP giúp hợp tác xã đưa đặc sản Mường Khương đến với nhiều vùng miền. Nuôi được lợn nhưng mà cái đầu ra nó không ổn định thì khi mình có đủ kiến thức, mình quay về quê hương, mình góp một phần nhỏ với bà con nông dân là mình nếu mà không chế biến sâu thì vận chuyển đi xa rất là khó, ví dụ như thị trường Sài Gòn chẳng hạn, thì nếu mà mình không chế biến thì mình không thể đưa đi xa được. Phát triển đàn lợn, trong đó có đàn lợn đen bản địa là một trong 6 mục tiêu của chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh. Đến năm 2025, phấn đấu tổng đàn đạt 600.000 con, giá trị 2.200 tỷ đồng, trong đó khoảng 40% giá trị mang lại từ đàn lợn đen của nông dân vùng cao. Việc xây dựng các mô hình khuyến nông, trình diễn quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh là cần thiết để mở rộng quy mô đàn ở nhiều địa phương. Chúng tôi đang chuyển từ cái mô hình hỗ trợ sang cái kết nối khuyến nông. Thế và đối với mô hình chăn nuôi lợn dựa vào cộng đồng sẽ tiếp tục có những cái kết nối về liên kết thị trường, về vấn đề kỹ thuật, về các cái vấn đề về xúc tiến đầu ra và xây dựng các thương hiệu sản phẩm đối với các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Để phát triển đàn lợn đen bền vững, Lào Cai sẽ xây dựng một cơ sở chăn nuôi lợn nái tập trung nhằm đảm bảo chất lượng con giống cung cấp cho các hộ chăn nuôi, thực hiện hỗ trợ một phần con giống cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích thành lập các tổ nhóm chăn nuôi tập trung tại các thôn bản, thực hiện chăn nuôi theo tiêu chuẩn an toàn sinh học, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Chiến lược phát triển này nhằm mở ra cơ hội làm giàu bền vững cho hàng nghìn hộ dân vùng cao khi phát triển và nâng cao giá trị của lợn đen bản địa, một giống vật nuôi truyền thống của nông hộ vùng cao Lào Cai. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã và đang được huyện Bảo Yên tích cực triển khai và đạt nhiều kết quả. Thông qua sản phẩm hàng hóa đạt xã OCOP đã góp phần phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, tạo ra các sản phẩm đặc trưng và nâng cao thu nhập cho người dân. Xã Vĩnh Yên hiện có 5 sản phẩm đạt xã OCOP. Sản phẩm nông nghiệp đạt xã OCOP giúp các chủ thể có thêm nguồn thu và tạo việc làm cho lao động địa phương. Và làm việc tại các cơ sở sản xuất chế biến nông sản như thế này, bà con vừa có thêm thu nhập lúc nông nhàn, vừa đảm bảo việc ruộng vườn của gia đình. Muốn sản phẩm OCOP này bán được nhiều,
càng bán được nhiều thì các anh chị em rất là vui, và cái là thứ hai là tăng được thu nhập, thứ ba là mình quảng bá được sản phẩm cái của xã Vĩnh Yên mình được lan tỏa với trong nước hoặc là ngoài nước thì có động lực để cùng nhau sản xuất. Sản phẩm đạt sao OCOP là những sản phẩm đặc hữu riêng có mang thương hiệu của Bảo Yên và ngày càng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường hàng Việt. Riêng với hai sản phẩm từ quế và chè, ngoài thị trường xuất khẩu, các chủ thể đang tập trung khai thác mạnh thị trường cao cấp trong nước. Chè OCOP so với các thị trường vào có thương hiệu rồi thì bán dễ hơn so với không có OCOP. Đợt tới tôi là đang mở rộng cái thị trường giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cũng nhờ một số cái trung tâm để mà giới thiệu cho cái sản phẩm chè OCOP. Toàn huyện Bảo Yên có 25 sản phẩm đạt sao OCOP đạt 3 và 4 sao. Để phát triển sản phẩm, huyện đã hỗ trợ các chủ thể hơn 1,2 tỷ đồng. Qua đánh giá, doanh số bán hàng OCOP của các chủ thể sau khi sản phẩm đạt chứng nhận đều tăng từ 20 đến 30% so với trước nhờ được hỗ trợ quảng bá giới thiệu sản phẩm. Đồng hành cùng các chủ thể là cách mà Bảo Yên đang thực hiện để duy trì, nâng tầm và mở rộng sản phẩm đạt sao OCOP. Đối với các sản phẩm chưa được đánh giá thì huyện có cơ chế hỗ trợ liên quan đến vấn đề tư vấn. Đối với những sản phẩm mà sau khi được công nhận rồi, chính sách hỗ trợ riêng của huyện đấy là hỗ trợ cái bao bì cho sản phẩm mà đã đạt chứng nhận. Huyện cũng thường xuyên cập nhật thông tin và cũng đưa các sản phẩm mới lên sàn để giúp các chủ thể có thêm được cái doanh thu từ cái nguồn bán hàng từ cái các kênh trên mạng xã hội. Trong tháng này, Bảo Yên sẽ tổ chức đánh giá lại 3 sản phẩm và đánh giá mới thêm 10 sản phẩm theo hướng dẫn mới của Trung ương, đưa chương trình OCOP trở thành chương trình trọng tâm, xuyên suốt, gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ đây giúp thay đổi cuộc sống của mỗi hộ từ việc phát triển, nâng tầm sản phẩm chủ lực của địa phương. Phát triển cây ăn quả ôn đới, trong đó có cây lê VH6 là một trong những thế mạnh của nông nghiệp Lào Cai. Năm nay, cây lê VH6 được mùa được giá, bà con nông dân thêm yên tâm đầu tư chăm sóc và mở rộng diện tích. Thời gian này, việc đốn tỉa, tạo tán, chăm sóc sẽ quyết định đến năng suất, chất lượng vườn lê năm tới. Mùa lê năm 2023, nông dân xã Nậm Pung, huyện Bát Sát thu về khoảng 3 tỷ đồng. Với 160 hectare lê hiện có, xã kỳ vọng sang năm nguồn thu từ cây lê sẽ còn tăng cao. Bởi vậy, vào thời điểm này, xã đang tích cực hướng dẫn bà con làm cỏ, cắt tỉa, vin cành. Những vườn lê chục năm tuổi được chọn làm vườn mẫu để các hộ trồng lê tới học tập quy trình canh tác đúng kỹ thuật. Tăng thu nhập cao hơn nhiều so với trồng lúa truyền thống với lại trồng ngô. Đẩy đi cành rất là nhiều, cho nên là đến lúc mà nó có quả ấy, thì cái cành vừa nó hút hết chất. Nhưng mình phải háng thành một cái khung tán vừa tầng thôi, xong là để cho nó quả vừa to vừa đẹp chị. Tại huyện Bắc Hà, thủ phủ của cây lê VH6, có những vườn lê đã gần 20 năm tuổi. Mùa này cây lê rụng lá, nhiều hộ tận dụng trồng rau quanh gốc lê. Cách làm này giúp các hộ vừa tăng thu nhập, đây cũng là cách chăm sóc cây lê tốt hơn, giúp cho vườn thêm sạch đẹp. Sang xuân, mùa hoa lê nở cũng sẽ đón khách du lịch trải nghiệm. Trồng được thêm một rau vào để mình làm rau sạch, để được đi bán cũng được. Cây lê để đắt nó tới tốt thôi. Nó xốp lên thì nó cây nó dễ nó phát triển hơn. Phải có phân bón thì cây nó mới tốt phát triển được, để có quả để mới được sai quả. Các chuyên gia khuyến cáo việc chăm sóc lê thời điểm này có ý nghĩa quyết định tới năng suất, chất lượng quả lê của vụ tới. Vì thế người trồng cần thực hiện đốn tỉa, vin cành, tạo tán và bón phân đầy đủ. Thời điểm cây rụng lá sẽ hạn chế thoát hơi nước, thân cành mềm dẻo hơn nên việc vin cành, tạo tán là thuận lợi nhất. Cây lê thì khâu quan trọng nhất là chúng ta cắt tỉa. Đối với đặc điểm của cây lê là nó sinh trưởng ưu thế ngọn rất là mạnh. Nếu chúng ta không cắt tỉa thì nó chỉ phát tỉa cái lộc chứ nó không phát triển chiều hoa mạnh. Đấy, mà nếu bà con hàng năm bà con cắt tỉa cân đối thì cái lượng hoa nó sẽ rất là nhiều, tỷ lệ đậu quả nó mới cao. Giai đoạn này thường là tập trung là bón phân chuồng cũng như là các loại phân hữu cơ. Vụ lê năm 2023, bình quân mỗi hecta cho thu trên 120 triệu đồng. Với 1.400 hecta lê hiện có, được đầu tư chăm sóc đúng kỹ thuật vào giai đoạn quan trọng này, hứa hẹn mùa vụ tới sẽ đạt năng suất sản lượng cao, đồng thời còn tạo thêm cơ hội phát triển du lịch sinh thái cho mỗi địa phương. Chương trình Nông nghiệp Nông thôn của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.